mẹ cô bảo cô mang viên kim sang biếu cho bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn dò dặn dò. Hôm nay bà uống rồi, con mang viên kim cho bà nhé. Bà không mê là dặn rằng là con phải đi đường thẳng này, không đi đường vòng này. À, qua rừng mà có chó sói thì sẽ ăn thịt con đấy. Cho nên trên đường đi thì phải đi thẳng nhá. Có nhiều hoa nhiều bướm không được đi đường vòng đâu. Đấy, có con nhặt con gái đi. Mẹ đang nhặt một con bướm tham đi. Con không được đi đường vòng, chỉ được đi đường thẳng. Thấy ma bướm gặp sói, sói sẽ ăn thịt con đấy. Và cô bé ngoan ngoãn chào mẹ rồi đi. Con chào mẹ à. Rồi. Nhảy nhót đi, nhảy nhót hai hoa đây. Hai hoa có bướm nào? Trên đường đi. Và đi vừa hát. Thấy trong rừng có rất nhiều hoa, nhiều bướm. Hôm nay là mẹ dặn, cô Túng đang đi theo trên đường và cứ mãi mãi như thế, không ai đường rừng mà sói đâu rồi. Và đến cửa rừng thì cô gặp con chó sói. Con chó sói rất to, đứng trước cửa mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi. Cô bé nói đi sang nhà bà ngoại. Chó sói nghĩ bụng, à thì ra nó lại còn bà ngoại nữa, thế mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. Nghĩ vậy nên chó sói mới hỏi lại, nhà bà ngoại cháu ở đâu? Có cái nhà có ống khói đằng kia kìa. Nhà có ống khói kia kìa. Chỉ cần đẩy cửa vào là được ngay. Chỉ cần đẩy cửa vào là được ngay. Nghe xong, chó sói bỏ cô bé vào phòng đỏ ở đấy, rồi chạy một mát đến nhà bà ngoại của cô bé. Rồi, bà trong nhà rồi, bà ngoại đâu? Bà ngoại qua đây ngồi đi. Bà ngoại ly. Bà ngoại ly nha. Xong, chó sói đi một vòng đi. Nghe xong, chó sói bỏ cô bé vào phòng đỏ ở đấy rồi chạy một mắt đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào, vồ lấy bà cụ rồi nuốt chửng vào. Ăn nhiều vào, ăn mấy miếng vào. Thế sao bà rồi bà ngoại qua đây ngồi đi. Bà ngoại qua đây ngồi nào. Thế sao con sói ngồi đây đóng vai bà ngoại nha. À, cho mượn cái mũ là bà ngoại nha. Ừ, mũ là bà ngoại đi. Đây, bà ngoại đội mũ vào. Che cái mõm vào nha. Nó lên giường đắp chăn, giả là bà ngoại. Lúc đấy cô bé và khăn đỏ đến. Cô thấy chó sói đắp nằm trên giường, cô tưởng là bà ngoại mình bị ốm thật, cho nên cô mới hỏi. Bà ơi, bà ốm thật chưa? Bà ơi, bà ốm thật chưa? Bà ốm lâu rồi. Thế cô bé và khăn đỏ mới bảo rằng, bà ơi, mẹ cháu mang Linh Linh sang đến bạn này. Đưa bằng hai tay chứ nhỉ? Đưa bằng hai tay chứ nhỉ? Thế à, thế thì bà cảm ơn mẹ thì bà cháu. Cháu hoàng quá, cháu lại đây với bà nào. Cô bé và trỏ chạy ngay đến giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại rồi hỏi. Thế sau đấy cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi, bà ơi sao mặt bà to thế? Mặt to thì cháu rõ hơn. Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi, bà ơi sao mặt bà to thế? Mặt to thì bà to để nuốt chửng cháu. Wow, ăn mấy miếng không? Ôi, con không có. Nói xong, sói nhổng dậy, định vồ lấy cô bé. Bác sợ sang. Mày bác sợ sang. Bác sợ sang chạy vào. Bác sợ sang. Bác sợ sang nào. Chạy ra đi không? Nhanh lên. Thôi bác sợ sang tùng chạy vào đi. Bác sợ sang chạy vào. Bắn sói. Sói múa trong tay. Mồi. Ba đúng rồi, ba nhảy vào. À ba lấy chứ nhỉ? Ba nhảy.
Và từ đấy, cô bé Quàng Khăn Đỏ không bao giờ dám sai lời mẹ dặn, và lúc nào cũng chỉ đi đường thẳng, không đi đường vòng nữa đâu.